Chiều ngày 20 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 1.300 xuất quà Tết từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh tỉnh Yên Bái, trao tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Để chia sẻ với người nghèo trong dịp Tết đến xuân về, tập thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã quyên góp được tổng số tiền 650 triệu đồng để ủng hộ 1.300 xuất quà chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận sự ủng hộ của ngân hàng thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, đồng thời cam kết sẽ phân bổ trao quả đúng đối tượng, kịp thời động viên chăm lo Tết cho người nghèo. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị giúp đỡ các hộ nghèo, người gặp khó khăn có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền thật sự vui tươi đầm ấm, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.